Bạn gái Huỳnh Anh tự tin đáp trả anti-fan khẳng định người tử tế không sợ chồng. Huỳnh Anh và Bạch Lan Hương công khai yêu nhau vào năm 2020. Thông tin cặp đôi này đến với nhau từng gây sốt trên mọi nền tảng mạng xã hội. Chuyện tình cảm của cả hai cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều cùng những đồn đoán ác ý. Trước khi đến với Mỹ Nam của màn ảnh Việt, nữ MC sinh năm 1986 từng trải qua một lần đò và có một bé gái tên Khánh An, tên thân mật là Cherry. Dù nhận nhiều gạch đá, Bạch Lan Hương luôn tỏ ra bình tĩnh khi đối đáp với cư dân mạng và tự tin nói chuyện tình cảm của bản thân. Mới đây trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương vừa tung loạt ảnh sánh đôi cùng Huỳnh Anh trong chuyến đi du lịch Sapa của mình. Khi có người hỏi cô có sợ mất Huỳnh Anh hay không, cô thẳng thắn đáp trả. Có người hỏi tôi có sợ mất chồng không, tôi trả lời, người tử tế không bao giờ phải lo mất, người không tử tế có mất đi cũng chẳng tiếc. Khi còn trẻ tôi luôn nghĩ nếu yêu ai mình sẽ hết lòng vì người ấy, nhưng giờ tôi lại thấy ai thật lòng với tôi mới yêu lại và toàn tâm toàn ý. Qua rồi cái thời non nớt sợ cô đơn, sợ một mình, với tôi ở cạnh người mà khiến mình cô đơn mới đáng sợ. Đã từng đổ vỡ rồi thì đổ vỡ thêm cũng vậy thôi, cơ hội có người mới chia đều cho cả hai, vậy nên sống là phải tôn trọng và trân quý mỗi phút bên nhau. Những chia sẻ trên của Bạch Lan Phương khiến nhiều chị em đồng tình. Dường như trải qua đổ vỡ trong hôn nhân khiến nữ MC có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, nhiều mẹ bỉm đã để lại những lời đồng thuận với cô nàng. Bây giờ không còn trẻ nữa, tôi sợ mất tiền. Đàn bà sống mà sợ mất chồng thì suốt đời khổ, sống phải có chồng hay không, không phải là thứ quan trọng. Người phụ nữ từng trải và thông minh là chồng họ phải luôn muốn thay đổi bản thân sao cho phù hợp và gần mình nhất. Tầm này mà để đàn ông dắt đi là hỏng em nhỉ. Nhưng giờ đây nghĩ lại mới thấy mình thật dại, ở bên cạnh một người mình yêu thương mà họ không biết trân trọng và yêu thương mình thì thật phí hoài tuổi xuân. Trước đó Bạch Lan Phương từng nhận rất nhiều ý kiến trái chiều khi công khai hẹn hò với Huỳnh Anh. Nhiều ý kiến cho rằng Lan Phương già hơn Huỳnh Anh 6 tuổi lại có con riêng, hoàn toàn không xứng đôi với nam thần V-Biz. Ngoài ra chuyện nữ MC nhiều lần can thiệp thẩm mỹ trùng tu nhan sắc cũng bị đem ra mổ xẻ. Trước câu nói đẹp trai mà lấy gái nại dòng phí ra, Bạch Lan Phương cũng đăng hẳn clip thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân. Tình yêu của mình với người bạn trai hiện tại đã được gần 3 năm rồi. Trong suốt thời gian đó, chưa một ngày nào mà Phương không nhận được những lời lẽ miệt thị xúc phạm Phương từ những người không quen, như so sánh với người cũ của bạn trai, miệt thị việc phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá đơ cứng, việc từng có gia đình có con hơn tuổi bạn trai. Đó là những thứ mà Phương không thể thay đổi được. Nếu các bạn miệt thị rằng Phương xấu tính hay chỉ ngửa tay xin tiền gia đình thì những cái đó sửa được. Nhưng những thứ mà mình vừa liệt kê là lý do mọi người ghét Phương thì không có cách nào để thay đổi được. Trả lời cho câu gái nạ dòng, xã hội ngày nay hiện đại hơn rất nhiều. Ai trong số chúng ta rồi cũng sẽ yêu thương gắn kết gia đình với người nào đấy. May mắn sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc sang long. Nếu không thì một sẽ là chịu đựng sống một cuộc sống không hạnh phúc, không như mình mong muốn trong cuộc hôn nhân đó. Hai, mình lựa chọn bước ra khỏi cuộc hôn nhân không còn tìm được tiếng nói chung. Mình có thể hạnh phúc một mình, có thể hạnh phúc với gia đình, người thân, bạn bè, hoặc là mình có thể tiếp tục tình yêu mới để sưởi ấm trái tim mình. Bởi mình cũng là phụ nữ nên khát khao được yêu thương, hạnh phúc và mong muốn tối có một người nằm bên cạnh để tâm sự, cùng nắm tay nhau đến chân trời mới. Phương nghĩ rằng đó là khao khát và mong muốn của toàn nhân loại. Cùng là phụ nữ, mình tin chắc chúng ta thấu hiểu nhau, phụ nữ có nỗi khổ vô hình, đã từng trải qua hoàn cảnh đó rồi mới thông cảm và thấu hiểu cho người khác. Mọi thứ trên đời này đều là nhân duyên, đó là cảm xúc của hai người đến với nhau. Lúc ấy bọn mình cũng chẳng bao giờ nghĩ được rằng đây là người đã từng đổ vỡ. Phương là người có đủ nhận thức để hiểu được ngay từ đầu bước vào mối quan hệ này, không được chúc phúc nhiều. Khi nhận lời yêu Phương, mình nghĩ mọi thứ đơn giản, người này yêu mình và mình cũng có cảm xúc rung động với những nỗ lực người ta tạo ra để bọn mình có mối quan hệ tốt hơn. Vậy nên mình mới đồng ý bước vào mối nhân duyên này. Nếu mọi người không hài lòng thì cũng thông cảm cho Phương. Mọi người nói ra những điều tiêu cực như vậy, mình nghĩ không khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hay dễ chịu hơn, mà sẽ làm cho mọi người cảm thấy buồn. Bạch Lan Phương cũng từng tiết lộ cô có nhiều thay đổi khi yêu Huỳnh Anh. Nữ MC cho biết, không phải ai là người đi cùng anh trong cơn mưa, quan trọng là ai chịu ở lại với anh sau cơn bão. Mọi thứ đều nhạt nhòa dần theo thời gian. Xinh hay đẹp chỉ là thứ mà người ta muốn có khi còn trẻ. Sau 40-50, ai còn khen nhau xinh nữa. Thứ tồn tại trường tồn theo thời gian là tình nghĩa và nhân cách. Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng, cuộc sống của Huỳnh Anh và bạn gái được đông đảo khán giả quan tâm. Sau tất cả, mọi người mong rằng cô có cuộc sống hạnh phúc bên những người mình yêu thương và gia đình nhỏ của mình.